Học tiếng Anh cùng bạn. Hello everybody, okay. Now we talk about a man with a car. He have a car radio. Okay, bây giờ ta sẽ học về một người đàn ông với một cái xe của ông ta. Ông ta có một cái xe rất là lâu đời rồi, rất cũ. Thì người đàn ông đây, ông này tên là John. This is an amazing car. Nó sẽ nối âm this is an amazing car, John. Nó thật sự là một cái xe rất vi diệu, John ạ. Từ amazing là diệu kỳ hay là lạ kỳ, là vi diệu. When did you buy it? Khi nào bạn đã mua nó? Ở đây thì chúng ta phải lắng nghe và điền vào, đúng không? When I was a student, khi tôi còn là một sinh viên, năm 19-20 tuổi, tôi đã mua nó khoảng tầm đó đâu. And how much did it cost? How much did it cost? Giá của nó bao nhiêu tiền? Chúng ta ghi vào đây. Why did you buy it? Tại sao bạn lại mua nó? Because I need, I want, I like. Tùy các bạn điền vào. Need là cần, want là muốn, the like là I like cũng là muốn, đúng không? Lịch sự hơn, hoặc là I love, I like, tôi yêu hoặc tôi thích, hay là I can hoặc tôi có thể, to travel là du lịch, đi thăm thú, đi chơi, đi phượt. In 1966, vào năm 1966, đến Moscow. Các bạn có thể dùng cái từ drive là lái xe đến Moscow, hoặc từ get, hoặc từ in honor, hoặc từ gì đó nhỉ? Ta chắc ta nghe. Đến Moscow Finance và đến Artisco là mình không biết nào ở đâu. That's the wife. Tức là cái vợ của bạn do wife, vợ bạn like. Và bạn có thích cái mini không? Cái xe mini này không? Oh yes. Oh vâng, có chứ, đúng không ạ? She loves it. She loves it. Cô rất thích nó. We, cái gì đó, in, có thể cưới nhau hay là cái gì đó vào năm 1967 và chúng tôi lái xe hoặc là đi xe, đúng không ạ? We drive, mình đoán như vậy. Vì đây có từ wire là từ Úc cho đến Ấn Độ, lái xe từ Úc cho đến Ấn Độ. Đấy. We stay in Australia. Chúng tôi đã ở tại Australia bao nhiêu năm đó? 10 năm, 20 năm, hay 30 năm, hay 50 năm. When did you come back to England? Khi nào thì bạn quay trở lại Anh Quốc? Chúng ta sẽ điền con số vào đây, tôi cho ta ngay. Are you going back to Australia? Bạn có quay lại Úc nữa không? Yes, we are. Có chứ, sẽ quay lại. We win return. Next month là tiếp theo, nên ta dùng từ win. We win, return, and come back next month. Are you leaving the mini in England? Bạn có bỏ lại cái xe mini này tại Anh Quốc không? No, we are. Không, chúng tôi không làm điều đó. The mini by ship. The mini sẽ được đưa bằng tàu hỏa, được đi bằng tàu hỏa. Send, hoặc là có thể dùng từ take hay là dùng từ drop. Rất nhiều từ các bạn có thể tưởng tượng đây để đưa được cái xe này đi bằng tàu thủy. Thì bài nghe ta là nội dung chỉ vậy thôi, bạn thân lắng nghe nhé và điền vào chỗ trống. Tape script 14.6. An amazing journey. This is an amazing car, John. When did you buy it? In 1964, when I was a student. And how much did it cost? Oh, £505. Why did you buy it? Because I wanted to travel. In 1966, I drove to Moscow, Finland, and the Arctic Circle. Does your wife like the Mini? Oh, yes, she loves it. We married in 1967, and we drove to Australia via India. We stayed in Australia for over 30 years.
When did you come back to England? Last month. Are you going back to Australia? Yes, we are. We're flying back next month. Are you leaving the Mini in England? No, we aren't. The Mini is travelling by ship. Tape script 14.6. An amazing journey. This is an amazing car, John. When did you buy it? In 1964, when I was a student. And how much did it cost? Oh, £505. Why did you buy it? Because I wanted to travel. In 1966, I drove to Moscow, Finland, and the Arctic Circle. Does your wife like the Mini? Oh, yes. She loves it. We married in 1967, and we drove to Australia via India. We stayed in Australia for over 30 years. When did you come back to England? Last month. Are you going back to Australia? Yes, we are. We're flying back next month. Are you leaving the Mini in England? No, we aren't. The Mini is travelling by ship. Tape script 14.6. An amazing journey. This is an amazing car, John. When did you buy it? In 1964, when I was a student. And how much did it cost? Oh, £505. Why did you buy it? Because I wanted to travel. In 1966, I drove to Moscow, Finland, and the Arctic Circle. Does your wife like the Mini? Oh, yes. She loves it. We married in 1967, and we drove to Australia via India. We stayed in Australia for over 30 years. When did you come back to England? Last month. Are you going back to Australia? Yes, we are. We're flying back next month. Are you leaving the Mini in England? No, we aren't. The Mini is travelling by ship.